Vậy là sau bao ngày chờ đợi, Premier League mùa giải 2021-2022 đã chính thức khởi tranh. Các đại gia nước Anh đã có một mùa hè bận rộn với những bản hợp đồng bom tấn, hứa hẹn một mùa giải vô cùng hấp dẫn đang chờ đợi các con dân bóng đá. Bên cạnh ngôi vô địch, cuộc đua danh hiệu vua phá lưới cũng sẽ vô cùng kịch tính. Mùa giải năm nay thì ngoài hạng Anh quy tụ rất nhiều chân sút hàng đầu làng túc cầu. Có một điều khá thú vị rằng kể từ mùa 2013-2014 đến nay, cầu thủ đoạt danh hiệu vua phá lưới đều không thuộc đội vô địch. Người gần nhất ấm giải đồng thời lên ngôi vô địch là Robin van Persie mùa 2012-2013. Đây cũng là chiếc vô địch ngoài hạng Anh gần nhất mà Quỷ Đỏ có được. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Ngày hôm nay thì hãy cùng với tạp chí bóng đá điểm qua những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới tại Premier League 2021-2022 nhé. Còn gì nữa thì Harry Kane chắc chắn là cái tên sáng giá nhất. Tiền đạo người Anh hiện đang nắm giữ chiếc giày vàng Premier League mùa 2020-2021 với thành tích là 23 bàn thắng. Đó là lần thứ 3 Harry Kane có được danh hiệu vua phá lưới sau 2 mùa 20. Kane là người thứ 3 có tới 3 lần sở hữu giải thưởng danh giá này sau Alan Shearer và Thierry Henry. Hiện tại thì tương lai của Harry Kane vẫn là một dấu hỏi khi mà Manchester City vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đương kim vô địch EPL vừa gửi lời đề nghị lên tới 150 triệu euro hòng thuyết phục chủ tịch Daniel Levy của Tottenham nhà người. Nếu cập bến Etihad thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Harry Kane tiếp tục tăng thêm một chiếc giày vàng nữa để cân bằng thành tích với huyền thoại là Henry, bởi nửa xanh thành man đã sở hữu những tay kiến tạo hàng đầu của châu Âu. Nếu Kane vẫn ở lại Tottenham, điều đó thì không làm sự đáng sợ của anh giảm sút. Qua bao mùa giải thì đội trưởng của Tam Sư vẫn chứng tỏ bản năng săn bàn hàng đầu của mình trong màu áo của gà trống. Thi đấu bên cạnh đối tác ăn ý là Son Heung-min, chắc hẳn là Harry Kane sẽ nằm trong top ghi bàn của mùa giải năm nay. Trừ khi là anh cố tình đá dở để được ra đi. Nhưng mà làm người thì ai làm thế? Chỉ kém Harry Kane đúng một bàn, Mohamed Salah cán đích ở vị trí top 2 trong danh sách vua phá lưới mùa trước với 22 pha lập công. Tiền đạo người Ai Cập được xem là điểm sáng trên hàng công của Liverpool mùa giải vừa qua, trong khi những Firmino hay là Jota liên tục chấn thương, còn Mane lại xuống phong độ một cách trầm trọng. The Kop không thể bảo vệ được ngôi vô địch, nhưng Salah đã cố gắng hết sức để lữ đoàn đỏ vào top 3, đủ cho một tấm vé dự Champions League. Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua thì đã có rất nhiều tin đồn rằng chân sút 29 tuổi được Real Madrid và Barcelona chú ý đến, nhưng cho đến hiện tại thì anh vẫn sẽ là tấm bùa hộ mệnh cho đội chủ sân Anfield. Thậm chí thì ban lãnh đạo Liverpool đã từ chối nhà Salah cho đội tuyển Olympic Ai Cập để anh có thể tập trung tập luyện và ra sân ngay trận ra quân. Salah luôn giữ được phong độ ghi bàn ổn định, anh chưa bao giờ ghi dưới 19 bàn trong một mùa trong màu áo đội bóng phố cảng. Tính đến thời điểm hiện tại thì anh đã đút túi 97 bàn thắng tại ngoại hạng Anh. Salah có 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới vào năm 2018 và 2019, anh hoàn toàn có khả năng đem về chiếc giày vàng thứ 3 trong mùa giải này. Đi thật xa để trở về, sau bao nhiêu năm lăng bạt khắp nơi thì cuối cùng là Lukaku cũng quay về với mái nhà xưa. Bom tấn 97,5 triệu bảng được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán hàng công của Chelsea mùa giải này. Trước đó thì anh từng chơi bóng tại The Blue từ năm 2011 đến 2014, ra sân 15 lần nhưng không ghi được bàn nào. Còn trong màu áo Manchester United thì tiền đạo người Bỉ lại trở thành tâm điểm của sự châm chọc và được gắn mác nghệ sĩ nhân dân bởi một bộ phận cổ động viên Việt Nam. Nhưng Lukaku ngày hôm qua thì đã không còn. Lukaku ngày hôm nay là một sát thủ vòng cấm đúng nghĩa. 2 năm chơi cho Inter, tiền đạo 28 tuổi trở thành biểu tượng mới của nửa xanh thành Milan. Mùa giải 2020-2021, Lukaku đút túi 29 bàn trong 26 lần ra sân tại Serie A, có công lớn đưa Nerazzurri đoạt cúp Scudetto. Tất nhiên thì ngoại hạng Anh rất khác với Serie A, nhưng cũng đừng quên Lukaku từng chơi rất hay trong màu áo Everton. Anh không còn lạ lẫm với giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh này, vì vậy thì Lukaku sẽ sớm thích nghi và tỏa sáng tại đội chủ sân Stamford Bridge. Cựu danh thủ Roy Keane cũng đã hết lời khen ngợi chân sút người Bỉ. Lukaku là một trong những tiền đạo tốt nhất châu Âu. Tôi nghĩ cậu ấy có thể ghi 20 bàn ở ngoại hạng Anh. Lukaku sẽ là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới. Huyền thoại đã phán như vậy rồi thì chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa. Khi nhắc đến vua phá lưới thì hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các tiền đạo. Thế nhưng Bruno Fernandes lại là một ngoại lệ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ xếp sau Harry Kane và Salah trong danh sách ghi nhiều bàn nhất ở mùa giải trước. 18 pha lập công cùng 11 kiến tạo của Bruno đã góp công rất lớn để MU có được vị trí Á quân. Bên cạnh đó thì việc được ưu tiên đá phạt tại MU sẽ giúp cho Bruno tích cóp thêm bàn thắng của riêng mình. Nói có sách mách có chứng, ngay trong trận đấu ra quân ngày hôm qua thì ngôi sao người Bồ đã lập hẳn một hat-trick, góp công vào chiến thắng 5-1 của Quỷ Đỏ trước Leeds United. Mấy chân tiền đạo cứ cẩn thận, Bruno không phải dạng vừa đâu.
Tôi có thể mang tới các bàn thắng, những pha kiến tạo, một chút tinh tế và chắc chắn là khát khao giành chiến thắng. Đây là những thứ mà tôi luôn thể hiện trên sân cỏ. Đó là lời tuyên bố của Sancho trong cuộc phỏng vấn trước thềm trận đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh của Manu. Được Quỷ Đỏ chiêu mộ với mức phí lên tới 85 triệu bảng, tiền đạo người Anh nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ các Manusian. Trong màu áo của Dortmund thì Sancho đã tỏa sáng rực rỡ với khả năng săn bàn không thua kém bất kỳ siêu sao tấn công nào tại châu Âu. Ở tuổi 21 thì Sancho đã cho mình 74 bàn thắng. Một thành tích đáng kinh ngạc với một tiền đạo trẻ. Cần nhớ rằng khi ở độ tuổi của Sancho, Messi chỉ có 51 bàn, còn Cristiano Ronaldo cũng chỉ đút túi 36 pha lập công. Tuy vậy thì sẽ không hề dễ dàng cho Sancho có thể tỏa sáng trong màu áo của MU. Ở ngoài hạng Anh thì khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Bundesliga. Từ lịch thi đấu cho đến sự chênh lệch trình độ của các câu lạc bộ thì không quá nhiều như ở Đức. Nếu không sớm thích nghi nhanh, tiền đạo người Anh sẽ dễ trở thành bom xịt của Quỷ Đỏ. Nếu nhắc đến một chân sút hiệu quả ở thời điểm này thì thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Jamie Vardy. Ở mùa giải trước thì chân sút người Anh có cho mình 14 bàn thắng ở độ tuổi 34. Nổi tiếng với tốc độ và khả năng dứt điểm không thể chê vào đâu được, Vardy có thể nổ súng liên tục trong nhiều trận liền. Chính anh đã phá kỷ lục của huyền thoại Van Nistelrooy khi có 11 trận liên tiếp ghi bàn tại Ngoại hạng Anh vào năm 2015. Trong 7 năm qua thì Vardy đã ghi 118 bàn thắng, củng cố vị thế của một trong những cầu thủ tấn công hay nhất ở Ngoại hạng Anh. Tiền đạo sinh năm 87 chính là nhân tố chính làm nên thành công của bầy cáo Leicester trong vài năm qua. Anh cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất giành được danh hiệu chiếc giày vàng ở mùa 2019-2020. Với đẳng cấp lẫn phong độ cao, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Vardy sẽ vẫn lọt top vua phá lưới ở mùa giải năm nay. Ở mùa trước thì tiền đạo người Hàn Quốc đã có những màn trình diễn bùng nổ ở giai đoạn đầu, thậm chí thì có lúc anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League. Đáng tiếc, càng về sau, các đối thủ có sự cảnh giác và chăm sóc cho Son Heung-min nhiều hơn, khiến số 7 của Tottenham không còn nổ súng đều đặn. Nhất là sau chuỗi 5 trận im hơi liên tiếp, anh dần bị tụt lại và không thể cạnh tranh với những Harry Kane hay là Mohamed Salah. Tuy vậy thì chân sút người Hàn vẫn có cho mình 17 pha lập công, một thành tích đáng ghi nhận. Mùa giải sắp tới với sự xuất hiện của những tay săn bàn hàng đầu như là Kane hay là Lukaku sẽ rất khó để cho Son có thể có danh hiệu chiếc giày vàng. Thế nhưng người ta vẫn hay nói rằng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu ở mùa giải này thì chúng ta sẽ được chứng kiến cầu thủ châu Á đầu tiên có được danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh thì sao? Vua phá lưới ư? Tại sao không? Bamford đã trả lời tự tin như vậy khi được phóng viên hỏi về khả năng đoạt chiếc giày vàng ở mùa giải năm ngoái. Trong danh sách hôm nay thì có lẽ tiền đạo đang thuộc biên chế của Leeds United là ít tên tuổi và khó có khả năng đạt danh hiệu vua phá lưới hơn cả. Thế nhưng Rick Kidd 27 tuổi đã khiến cho nhiều ông lớn phải ôm hận trong mùa giải trước. 16 bàn thắng trong năm đầu tiên chơi tại Premier League là thành công không phải dạng vừa với bất kỳ tiền đạo nào. Bamford từng từ chối học bổng của Harvard để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số và cho đến nay thì anh đã chứng minh quyết định của mình là đúng đắn. Liệu Bamford có thể cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới mùa này hay không? Hãy cùng chờ xem nhé. Và trên đây thì là danh sách những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu chiếc giày vàng tại Ngoại hạng Anh. Theo bạn thì cái tên nào sẽ là vua phá lưới của mùa giải năm nay?